Để mà nói về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022 thì chúng ta có thể thấy là một cái mùa kinh doanh kết quả kinh doanh khá là ảm đạm đúng không anh? Bức tranh ảm đạm của quý 4 năm 2022 sẽ còn tiếp diễn ở quý 1 năm 2023. Thì nguyên nhân ở đây tôi cho rằng cái điều kiện nguyên nhân quan trọng nhất và mang cái yếu tố tiên quyết đó là bối cảnh vĩ mô trong nước hiện đang suy yếu. Nó thể hiện ở cái kết quả báo cáo GDP quý 1 năm 2023. Nhìn chung thì nhóm ngành ngân hàng sẽ vẫn duy trì được một cái tốc độ tăng trưởng cao so với mặt bằng thị trường chung nhưng mà sẽ sụt giảm mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể là nếu mà chúng ta đã quá quen với cái tốc độ tăng trưởng hai chữ số của nhóm ngành ngân hàng trong nhiều quý trở lại đây thì trong quý 1 năm 2023 có lẽ cái tốc độ tăng trưởng bình quân của các ngân hàng sẽ đâu đó khoảng tầm trên dưới 10% và thậm chí có thể dưới 10%.